Ê Kim, Kim. Coi này nè. Nè khoan, coi. Đẹp đúng không? Ừ, đẹp á. Mua nha, hợp với tôi á. Đẹp nhưng mà đừng mua. Sao vậy? Đây nè, thứ nhất là cái áo này á, là nó bật cái tông đen da của bà lên. Thứ hai là cái form dáng nó cũng không hợp nữa. Bụng mở quá, mặt nó lộ. Bà nói sao á, eo tôi nhỏ mà, nhìn là tôi biết vừa rồi. Đúng rồi, cái eo trên nhỏ nhưng mà cái eo dưới bự quá. Nè, cái này người ta lộ nguyên một cái eo dưới luôn, làm sao mà hợp. Sao ta? Mấy bữa nay tôi ăn kiêng dữ lắm á. Mà hả, sao nó bụng nó vẫn bự. Nói vậy tôi cũng có xài kem trộn nè mà không trắng luôn. Bởi vì bà nói bà ăn kiêng phải không? Ừ. Nói ăn kiêng muốn mặc cái đầm này thì phải ăn kiêng cho nó đúng đi. Ăn heo thì giùm cái. Nghĩ sao ăn kiêng mà toàn là ngày nào cũng order trà sữa nè, bánh tráng trộn, mấy cái đồ ăn vặt làm sao mà kiêng được. Mà biết làm sao được, bây giờ tôi thích cái đầm này quá. Bây giờ tôi phải mua, tại vì biết làm sao tôi hết đồ mặc rồi. Đưa đây. Cái gì? Cái này đi, cái này hợp nè. Cái này hả? Thôi, màu gì tôi thui già già chát. Già đâu mà già, cái màu này nó tối, nó sậm thì nó sẽ che đi cái bé mỡ của bà, hiểu không? Nó che đi cái bụng dưới của bà, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái họa tiết này nè, nó nhỏ nhỏ thì nó sẽ không bị sến. Còn cái của bà tuy nó đẹp nhưng mà cái họa tiết nó bự quá, nó sến, nó lộ, hiểu không? Sao gì? Đẹp. Chốt đơn đi. Thôi, để được rồi, để tôi suy nghĩ. Thôi, tới giờ vô làm rồi, tranh thủ đi bà ơi. Đi, về công ty. Thôi từ từ. Trời đất ơi, ngồi đây hả, gần cái tiếng đồng hồ hơn rồi. Về đi bà, trễ giờ đó. Trời ơi, có sao đâu, bà sếp mà, chùm cuối mà, đi trễ xíu sao đó. Chính vì tôi là sếp cho nên tôi càng phải quy tắc giờ giấc kỹ lưỡng đàng hoàng, để cho người ta nhìn vô, người ta thấy tôi, người ta còn hả phục rồi còn làm theo nữa chứ. Trời ơi, người ta nói sau lưng, chứ bà sếp ai dám nói trước mặt bà đâu. Là vậy tôi bạn bà nữa nên không ai dám nói đâu, bà yên tâm đi, không sao đâu. Bà cứ vậy hoài, bà đang làm khó tôi đó. Rồi, giờ đi về được chưa? Ừ, tranh thủ lên đi rồi còn hướng dẫn nhân viên thực tập mới vô công ty của mình giùm tôi. Chắc là tôi đi gặp đối tác chắc khoảng xế chiều mới về đó. Ờ, được rồi. Mấy đứa đó để tôi lo, được hết, đâu xe vào đó. Em ơi. Ôi, được rồi, đi đi. Trễ khách đợi, cái này để tôi tính cho. Hôm qua bà trả tiền lẩu, nên tôi trả tiền nước, được rồi. Hôm qua tôi lẩu, qua đây bà nước. Ừ. Công bằng ghê ha. Trời, sếp mà tính toán quá à. Rồi đi đi, tôi lên liền nha. Tranh thủ nha. Ừ. Cái nào ta? Thôi vẫn mua cái đó đi. Ủa? Sao không ai hướng dẫn tụi em vậy? Dạ chưa chị ơi. Bên nhân sự nói tụi em ngồi đây đợi chị Chi tới hướng dẫn. Mà tụi em đợi ở đây hơn một tiếng rồi chị Chi chưa tới. Chắc là chị Chi đang bận hả chị? Trời ơi, có bận gì đâu em ơi. Chỉ là hả, nghỉ trưa, chưa xong thôi. Trời, nghỉ trưa gì mà nghỉ từ trưa tới 3 giờ chiều dữ vậy chị? Có gì đâu mà bất ngờ. Em làm riết á là sẽ quen thôi. Nói xấu người không có mặt ở đây á, không có hay ho gì đâu nha. Sao? Tôi gặp khách vô trễ, cũng phải báo cáo với cô hả? Nhân viên mới hả? Dạ. Thanh niên mà không có kiên nhẫn gì hết vậy? Dạ đúng rồi. Ủa gì? Đâu có đâu, tụi em đâu có nói gì đâu chị. Tụi em đợi được mà. Ừ. Nội quy của công ty á. Dạ. Tôi sẽ gửi qua email. Bản phân công công việc tôi cũng sẽ gửi qua mail. Nhưng mà mọi người nhớ, ngoài một số những việc chuyên môn thì có một số việc tôi cũng cần mọi người phải làm. Dạ, chị yên tâm. Việc gì á, chị cứ nói đi, tụi em sẵn sàng làm mà. Dạ, mà việc gì vậy chị? Chẳng hạn như là sáng sớm thì mọi người phải mua đồ ăn sáng cho tôi. Còn trưa nếu tôi không gặp khách hàng á thì mọi người đặt đồ ăn cũng phải đặt luôn phần cho tôi. Buổi chiều thì mọi người có thể là đặt một ly trà sữa, một ly sinh tố, trái cây, hoặc là nói chung là có một số việc bây giờ tôi chưa nghĩ ra, nhưng mà khi tôi nghĩ ra tôi cần thì mọi người vẫn phải sẵn sàng để làm. À sao? Là đặt đồ ăn giùm chị đúng không? Ừ. Rồi tiền sao chị? Là tùy em. Tùy em hả chị? Ừ. Là mình trả. Lạ lắm hả? À, dạ không. Từ trước đến bây giờ chưa gặp trường hợp nào như vậy. Rồi làm được không? Dạ được chị. Dạ được. À, em tên Trí đúng không? Dạ đúng rồi chị, em tên là Trí, Lê Văn Trí. Em là con trai thì em làm thêm một số việc giống như là bưng bê, phân giác ở trong phòng, với lại đồ mà shipper giao tới cho chị á, em xuống lấy luôn. Còn nhà chị mà có hư điện, hư nước gì đó, chị cũng có thể liên hệ em để sửa giùm.
là em sinh ra em đi làm văn phòng. Nhưng mà mấy cái chuyện mà khuyên giác đồ, nhà chị sửa bóng đèn, sửa điện nước đồ là... Đúng rồi, em là con trai mà. Em làm được mà. Ok, tốt. À, thôi, vậy thì bây giờ tụi em đi làm đi nha. À, với lại có một dữ liệu XPX thì chị nghĩ là chị cũng sẽ gửi mail cho tụi em làm. Đây là một dữ liệu rất là quan trọng, nên là các em nhớ cẩn thận. Vậy ha, đi làm việc đi, ra chị sẽ gửi mail. Dữ liệu XPX rất phức tạp, các em mới đi làm ngày đầu, sao mà làm được? Ủa, chị sao vậy? Bây giờ tôi là người hướng dẫn tụi nó. Giao việc gì đó là chuyện của tôi. Sao vậy? Kim đã giao toàn quyền cho tôi rồi mà. Tôi phải báo cáo với chị nữa hả? Nếu các em làm sai á thì sao? Vậy cũng hỏi. Làm tốt thì được khen, làm sai thì bị phạt. Đơn giản mà. Bây giờ á mình phải chấp nhận thử thách, mình bước vào công ty rồi. Công ty đề ra thì mình phải làm. Mình làm không được á thì out. Ở ngoài kia có nhiều người apply mà. Đúng không? Dạ không làm chứ. Tụi em làm được mà. Dạ, tụi em làm được mà. Đó, thấy chưa? Vậy thì giám đốc á biết chuyện này không? Chị đem giám đốc ra hù với tôi hả? Được, chị cứ lên nói với giám đốc đi. Để coi giám đốc nghe lời ai. Chị đừng quên, sếp Kim là bạn thân của tôi đó. Ủa chị, em thấy chị Hoa đâu có làm gì đâu mà sao chị lồng lộn lên vậy? Sao? Tôi thấy cô cũng có vẻ thắc mắc lắm. Nếu mà muốn á, cô có thể lên khiếu nại với sếp. Nhưng mà để tôi nói cho cô nhớ là cái người mà gần đây nhất khiếu nại tôi với sếp Kim á cũng bị sa thải rồi đó. Người kế tiếp, cô có muốn là cô không? Công ty này đoàn kết quá. Rồi sao? Dạ. Đúng đó, không đi làm dạ. đi. Dạ dạ. Chị Chi, em có mua cho chị ly nước nè, chị uống đi để nó lạc. Cảm ơn. Em có mang ít sầu riêng lên cho chị á, gia đình em gửi lên. Với lại tại em để dưới phòng bảo vệ á, tại vì mang lên sợ mọi người nó có mùi. Lát về á em xuống lấy cho chị nha. Em khách sáo quá à. Cảm ơn em, nhưng mà em cứ đem lên phòng chị đi, chị nói thơm là thơm, không có ai dám nói hé gì đâu. Dạ vậy hả chị. Thôi em lên trước đi. Dạ em lên trước. Việc hôm qua chị giao cho em sao rồi? Dạ em đã hack được vô máy của chị Hoa rồi. Em cũng xóa hết mấy cái file kia rồi. Đúng là chị nhìn không lầm. Hôm qua thấy em thao tác trên máy là chị biết em sẽ làm được. Tốt lắm. Nhưng mà chị ơi, mấy cái file này á là chị Hoa chị cũng làm cả tháng á. Bây giờ mình làm vậy á, lỡ chị biết rồi sao chị? Chị không nói, em không nói, sao biết được? Vậy á, mà tôi biết mới hay. Từ sáng tới giờ á, tôi vẫn thắc mắc không hiểu tại sao á, các file trong máy tính của tôi lại biến mất. Hỏi IT á, thì không tìm ra nguyên nhân. Thì ra là do hai người. Có gì đâu mà sợ. Hả? Chị nói gì? Tôi với Trí hả? Chị nói đi gì nãy giờ tôi không hiểu gì hết. Hồi nãy giờ tôi đã nghe hết mọi chuyện rồi. Cô còn chối nữa hả? Chị nghe được cái gì? Nếu nghe được thì lấy bằng chứng ra đi. Chị, em nói đi. Có phải em hack máy tính của chị rồi xóa file đúng không? Nè, có phải á là em nghe lời của cô ta đúng không? Nè, chị đừng có nghe ba chớp ba nhán rồi đổ thừa cho người khác. Chị có biết tôi với Chí nói cái gì không? Đúng, máy tính tôi bị hack. Tôi nhờ Chí sửa lại, đúng không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Cô mặc dày tới như vậy hả Chi? Lúc nãy á, tôi nghe hết mọi chuyện rồi. Thiệt tình là bây giờ tôi không biết nói sao cho chị hiểu luôn. Nếu chị có bằng chứng thì lấy ra đi. Còn nếu không á, mình có thể lên gặp sếp Kim để giải thích. Để xem sếp Kim tin chị hay là tin tôi. Cô. Nhưng mà tôi nghĩ á, chị nên dành thời gian mà mình suy nghĩ lung tung á, để làm lại cái file đó đi. Chứ sắp deadline rồi, lỡ mà không xong á, tôi nghĩ người có chuyện không phải là tôi đâu, mà là chị đó. Cô! Thôi đi. Đại khái là tôi cũng đã hiểu câu chuyện như thế nào rồi. Hai người không có cần phải tranh cãi với nhau nữa. Chị Hoa, chị cứ về làm lại những cái file cũ đã mất. Lịch deadline tôi sẽ dời lại thêm một tuần nữa. Giám đốc, rõ ràng á là cô biết sự việc như thế nào mà cô còn cho qua dễ dàng như vậy sao?
rõ ràng á. Đó đó, chị Lê bắt đầu vu khống cho người khác nữa rồi đúng không? Tôi không hiểu á, tôi làm như vậy tôi có lợi ích gì? Chị có suy nghĩ không? Chí mới vô làm mà, làm sao nó có gan làm chuyện đó được? Nếu mà chị có bằng chứng thì chị đưa ra đi. Đủ rồi. Tung nữa. Chị Qua, chị cứ về làm theo sự sắp xếp của tôi đi. Đến mức độ như vậy rồi á mà cô còn binh cô ta nữa. Thật sự là chị cũng phải hiểu cho cái tình cảnh của tôi. Hiện tại đang đứng ở cái vị trí này, tôi không thể nào mà giải quyết một cái vấn đề chỉ thông qua một vài lời nói của chị. Ít nhất chị cũng phải có bằng chứng thì mọi chuyện sẽ khác. Bằng chứng? Cho dù á tôi có tìm được bằng chứng đi chăng nữa thì cô cũng sẽ tìm cách giấu giếm chuyện này cho em xui thôi. Trước sau gì á, tôi cũng là người ra đi. Thà tôi tự nghĩ còn hơn á là có người đuổi. Cô với cô ta chờ đơn nghỉ việc của tôi đi. Gì nhìn tôi? Bà còn hỏi tôi nữa hả? Bà đang làm cái gì vậy Chi? Chị Hoa là người nổi tiếng là chị rất nhẫn nhịn, mà hôm nay bà thấy không? Từ lời nói tới hành động chị rất kích động trong cái chuyện này. Bà mà... không cần phải giải thích gì nữa hết. Chỉ cần nghe sơ qua tôi cũng biết chuyện là như thế nào rồi. Cái gì? Bà nói bà nhẫn nhịn hả? Từ bà nhẫn nhịn ai á? Chứ bà chưa bao giờ nhẫn nhịn tôi đâu. Ngồi giống vậy á, nghĩ thì mình tìm người khác thế thôi, có gì đâu mà phải căng. Ai làm? Ai sẽ làm ở vị trí của chị Hoa? Bà làm được không? Thì đương nhiên là không rồi. Chi, tôi là bạn thân của bà, nhưng mà thật tình là tới cái thời điểm này tôi không biết là bà đang nghĩ cái gì trong đầu. Tại sao bà lại có thể bày ra những cái chuyện như vậy hả Chi? Nếu mà nhìn lại trong văn phòng của mình, thực chất cái vị trí của bà gần như là phó phòng. Bà chỉ dưới có một mình tôi thôi. Bà chưa hài lòng hả? Rồi mắc gì tự nhiên mà gắt gỏng với tôi vậy? Ủa? Tôi là sếp của bà. Bà làm ra cái chuyện tày đình như vậy, tôi lớn tiếng với bà không được sao? Nhưng mà Chi ơi, cái gì cũng có giới hạn của nó hết. Bà đang đi quá giới hạn. Bà có nghĩ là cái chuyện này nếu mà đưa lên tổng công ty thì hậu quả sẽ như thế nào không hả? Bà đừng có làm quá vấn đề lên được không? Với bà Hoa đó, tôi nghĩ là bà chỉ tức giận vậy thôi, chứ bà không có dám khiếu nại đâu. Với lại nếu như mà có khiếu nại á, với khả năng của bà, tôi nghĩ bà sẽ dàn xếp được mà. Cảm ơn bà. Cảm ơn bà đã đề cao quá tôi vậy rồi. Nhưng mà thật tình, có những cái chuyện ngoài tầm kiểm soát của tôi, đặc biệt là chuyện này, tôi không biết phải làm sao hết. Hiểu. Hiểu rồi. Ok, thì bây giờ cùng lắm thì tôi đi xin lỗi, tôi đi giảng hòa thì sao em xui thôi. Rồi còn không á thì tôi nhờ Chí nó phục hồi lại file, vậy là em chuyện đúng không? Vậy là được cái gì? Ok. Chuyến này là sếp Kim tiêu rồi. Chứ còn gì nữa, ban giám đốc biết được chuyện á thì rất là tức giận. Bây giờ có trời á thì mới cứu được cô ta. Để coi á, cô ta mà mất chức rồi á thì con nhỏ Chi á còn dám tắc oai tắc oái hay không. Nè, hai người đang nói linh tinh cái gì vậy? Ủa, cô còn không biết nữa sao? Nhờ cái chuyện tốt mà cô làm với chị Hoa, người bạn thân nhất của cô là sếp Kim sắp phải mất chức mà còn bị di chuyển qua chi nhánh khác nữa rồi đó. Chuyển chi nhánh? Ừ. Tại sao? Vì tôi á đã kiện lên ban tổng giám đốc và Trí á đã đứng ra làm chứng cho tôi. Bây giờ á thì tôi đã có đủ nhân chứng, vật chứng. Xem cô á còn chối cãi được nữa hay không. Sao cô dám? Tôi nhịn cô lâu lắm rồi, mà tôi cũng nể sếp Kim thiệt. Vì xin cho cô tiếp tục làm ở đây á mà chấp nhận bị thuyên chuyển. Giờ á thì cô ảnh hưởng tới người bạn thân nhất của mình rồi đó. Biết chưa? Để coi á, lần này á tổng giám đốc á cử người khác thay thế để xem cô còn tự tung tự tác được nữa không.
Cái gì vậy? Kim. Sao? Bà nói cho tôi biết đi. Không phải là sự thật đâu đúng không? Tôi dọn xong hết đồ rồi đó. Không phải đâu. Chắc nhầm rồi đó. Sao như vậy được? Bà Hoa, bà không có gan đi tố cáo đâu. Rồi Chí nữa, tôi trấn an nó rồi. Nói ra không có đứng ra đủ làm chứng cái kiểu Chi, đó đâu. Đủ rồi. Bà làm biết bao nhiêu chuyện như vậy? Chị Hoa bây giờ coi như là tức nước dở bờ thôi. Vậy vậy sau này tôi làm sao? Tôi chỉ giúp bà giữ lại vị trí làm việc ở công ty. Còn sau này như thế nào á thì bà tự lo liệu đi. Bà có biết là người mà tổng công ty chuyển xuống thay thế là người như thế nào không? Không biết. Nhưng mà chắc chắn sẽ không phải là tôi. Sẽ không phải là cái người mà đứng đằng sau lưng chống lưng cho bà để bà làm quá nhiều chuyện bậy như vậy đâu. Rồi bà chuyển đi đâu? Chi nhánh với miền Tây. Tôi xin lỗi. Thôi. Là tôi hại bà rồi. Có cái gì đâu. Bây giờ bà có hối hận á thì mọi chuyện cũng đã muộn rồi. Không có khóc nè. Không có sao. Nếu mà nghĩ theo hướng tích cực thì cái này coi như là một cái bài học giúp tôi nhận ra được những cái gì mà tôi phải trả giá cho cái việc mà tôi dung túng với bà mấy lâu nay. Nè, bây giờ nghe lời tôi, ở lại công ty, cố gắng tập trung siêng năng làm việc hết sức mình. Tôi biết bà là người có năng lực mà. Hiểu không? Chỉ là bấy lâu nay bà dựa dẫm vô tôi bà vậy thôi. Bây giờ bà có năng lực thì bây giờ sếp có là người như thế nào chăng nữa thì người ta cũng không có chèn ép được bà, hiểu không? Không phải đâu. Từ trước tới bây giờ á, tôi toàn gây chuyện với người ta. Bây giờ bà đi rồi á, chắc chắn là sẽ cô lập tôi á. Khùng quá đi, khùng quá đi. Cái này là do bà nghĩ thôi chứ ai mà cô lập bà. Vậy thì bây giờ bà cố gắng bà hòa hoãn lại với tất cả mọi người coi làm sao. Thôi tới giờ rồi, tôi tranh thủ tôi đi để cho kịp. Tạm thời là trong tuần tới thì chị Hoa sẽ là người thay tôi tiếp quản văn phòng. Rồi sau đó sếp sẽ sắp xếp người khác. Yên tâm, không có gì đâu. Nhưng cái cơ hội này bà ở lại, bà tiếp cận với chị Hoa, bà làm lành với chị Hoa với mọi người coi làm sao ha. Đừng có lo. Cố lên. Mọi người ơi, hôm nay chị có mua bánh á. Chị mời mọi người. Mọi người ăn cho vui nha. Chị Hoa, bánh này bạn em bên Mỹ mới gửi về. Chị ăn đi ngon lắm. Chị đang giảm cân á, với lại đang bị viêm họng. Em mời Vi kìa. Dạ. Chị giữ gìn sức khỏe nha. Ừ, em. Vi, dạo này chị thấy em đẹp ra. Ăn bánh đi. Chị mới mua á, ngon lắm. Nuốt không trôi nên không ăn. Châu, chị biết là em cũng nhiều việc á, nhưng mà nhớ ăn uống tẩm bổ đầy đủ. Ăn bánh đi, bánh ngon lắm. Dạ, dạ cảm ơn chị. Nãy em ăn cơm á còn no quá trời luôn á. Với lại chị mang cái bánh này vô trong phòng máy lạnh á, nó nghe cái mùi khó chịu quá. Chị xin lỗi nha. Em làm việc tiếp đi. Alo, Chí. Dạ nghe nè. Đúng rồi. À.